3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình giới thiệu mình là Tùng. Hôm nay mình 26 tuổi, nhìn rất là trẻ nên là mình có một biệt danh ấy, mà mọi người gọi đấy là Tùng Tin. Tùng Tin. Chào mọi người đến với cái buổi ngày hôm nay, và mình sẽ giới thiệu mọi người một cái chủ đề mình nghĩ là rất là thú vị. Đọc cái chủ đề mình trong vài giây. Đây là những con số thú vị về con người, thì mình rất là thích con số. Người ta thường nói là con mắt là cửa sổ tâm hồn, nên để mở vào cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến con mắt trước. Con số đầu tiên là con mắt, mọi người thường nghĩ là gì? Số 2 đúng không? Không phải. Con số mà mình đưa ra là 576 megapixel. Nếu mà mình coi con mắt là một cái máy ảnh thì 576 megapixel chính là độ phân giải của nó. Mình so sánh với một chiếc máy ảnh hiện đại nhất bây giờ thì cái độ phân giải của nó là 120 megapixel, để mọi người thấy sự khác biệt. Và với con mắt như thế thì chúng ta có thể nhìn xa tới 50 km. Mọi người thường nghe là dự báo thời tiết là từ 4 đến 10 km trong mưa ấy. Đấy chính là cái phần này. Tiếp theo là đến mũi. Thì mũi ngoài việc để chúng ta có thể ngửi nữa. Và câu hỏi chúng ta đặt ra là mũi có thể phân biệt bao nhiêu lần ngửi. Con số rất là ấn tượng ạ, 50.000. Tuy nhiên thì lại đặt ra một câu hỏi tiếp theo, 50.000 mùi liệu đã là ấn tượng hay chưa? Và một cái sự so sánh tiếp theo mà mình muốn so sánh để mình có thể thấy được, đấy là đối với loài chó thì con người còn ném xa tới 10.000 lần. Rất là khủng khiếp đúng không ạ? Thế nên là thường là cảnh sát hay dùng chó để tìm ma túy gì gì đó. Là đúng nhận luôn, 160 km/h là cũng có hơi. Tiếp theo đến phần tiếp theo. Trong một đời người thì lượng nước bọt tiết ra khoảng 24.000 lít. Và cái này nó đủ lấp đầy hai hồ bơi, mọi người tưởng tượng hồ bơi trong hai hồ này thế nào. Anh rất là thú vị đúng không ạ? Rồi đến quả tim của chúng ta, 32 km con số mình đưa ra, mọi người nghĩ nó là cái gì ạ? 32 km ở đây chính là cái quãng đường mà một xe tải đi được khi sử dụng cái lượng năng lượng của quả tim trong một ngày thôi. Mọi người nhớ là trong một ngày thôi. Vậy cũng là trong cả đời người thì cái năng lượng tạo ra có thể giúp hai xe tải bay từ trái đất lên mặt trăng. Với một cái năng lượng như thế thì quả tim của chúng ta có thể bơm 2.000 lít máu trên một ngày và có thể bơm được 10 triệu đúng rồi, lít máu trong một đời người. Và nếu giá trị là một cái máy bơm thì nó sẽ bơm được nước cho 10 người sử dụng thoải mái luôn. Và nó sẽ bơm một cái quãng đường là 96.500.000 mét, đây là tổng chiều dài tất cả các mạch máu trong cơ thể, và nó sẽ bằng 2.5 phu vi tổng chiều dài cái mạch máu. Rồi chúng ta sẽ đến, mọi người biết đây là cái gì không ạ? Đây là tế bào cơ thể chúng ta, tế bào từ các tế bào. Và mọi tế bào thì một giây thì cơ thể chúng ta thì có thể sản sinh ra 25 triệu tế bào trong một giây thôi. Và mọi tế bào thì đều có các phân tử ADN cấu thành. Và nếu như các phân tử ADN này mình tách thành các sợi chỉ và nối chúng với nhau thì chúng sẽ có chiều dài là 16.000 tỷ, đúng rồi bé. Và nó sẽ bằng 2 lần khoảng cách từ trái đất của mình lên đến sao Diêm Vương luôn. Thì giờ mình phải đi vào vũ trụ đấy. Cảm ơn anh. Ok. Đến con số tiếp theo, mọi người biết con số này là bao nhiêu không? 7 tỷ tỷ tỷ. Thực ra thì giải như hai, giải thế nào cũng để đo được con số này. Đây là tổng số nguyên tử tạo nên chúng ta, tạo nên mỗi người ạ. Và bây giờ mình sẽ nói đến cách tạo nên chúng ta. Chúng ta tạo nên bằng cách là tinh trùng kết hợp với trứng đúng không ạ? Tuy nhiên đây là con số mình đưa ra. Đó là để tạo nên, để thụ tinh thành công thì chúng ta cần tới, nói xin lỗi tại vì đúng, quay xin thì cần tới 200 đến 50 triệu tinh trùng. Đến một cái bộ phận rất là quan trọng của chúng ta, đấy là não. Thì não của chúng ta chỉ chiếm có 2% khối lượng cơ thể thôi, tuy nhiên nó sử dụng tới 20% lượng oxy mà con người sử dụng. Và não chúng ta có 60% là chất béo và được tạo thành từ 86 tỷ tế bào. Xin lỗi. Ok ạ, nó có rất nhiều những cái khả năng rất là đặc biệt. Mọi người đợi một chút, mình sẽ phải chờ đợi để biết nó thế nào. Cái khả năng đặc biệt đầu tiên của nó đấy là mọi người đợi chú nhỉ. Đúng rồi. Khả năng đặc biệt đầu tiên của nó đấy là cái trí nhớ dài hạn của não có thể lên đến 1 triệu tỷ bit, và tương đương với khoảng 233 cái máy tính mà tôi nhớ là 500 GB mà mọi người đang sử dụng bây giờ.
chúng ta có thể đọc được 1.000 từ trong vòng 1 phút, có nghĩa là khoảng 3 đến 4 trang sách trong vòng 1 phút đấy. Trong 1 giây não có thể thực hiện được 38.000 tỷ phép tính, con số rất là kinh khủng ạ. Và thực tế thì không biết các bạn nào làm như thế. Cảm ơn tất cả bạn đã lắng nghe. Như cái bài hứa lần trước thì hôm nay mình cũng sẽ có làm một bài thơ để tặng mọi người. Nhưng mà tại vì là mình cũng không nghĩ được ra là cái bài thơ nó về cái gì, thì hôm qua mình có xem một cái video về lão hạc của chú chó vàng. Và mình lấy đấy làm cảm hứng ạ. Và mọi người xem bài thơ của mình, bài thơ của mình có tên là rất là lê, tên là khổ. Mình sẽ đọc bài thơ cho người nghe, đọc thì không hay lắm. Nai lưng ra chịu đựng, sợ sợ mùa nỗi lo. Lai dai con cá gỗ, tuyệt nhiên đâu phải kho. Coi vận tân kẻ sĩ, cảm thấy vẫn bất phân. Ơn trời cho kết phận, nhiều oan chân nhiều trận. Có ai nhận ra để đọc tiếp bài thơ này không ạ? Thực ra thì nếu mà có thời gian thì có thể giải thích tuyệt vời. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Người làm gió theo mây bay về trời, người thì làm hồn cây thu lay nhẹ lời.